Xin chào mọi người và nhất là các anh các chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Đây là video em làm về vận hạn của 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 đối với tuổi của các anh các chị. Một cái tuổi mà có thể nói là năm nay vẫn chưa thấy gì lắm tốt đẹp ha. Có 6 tháng đầu năm cũng không có ngon lành lắm, đặc biệt là các anh với cái sao kê đồ chiếu mạng nó đau ốm và tai tiếng. Mà có cái vận niên thì khá tốt, dương hồi ngạn tức là dê về suối thì tốt đẹp. Tuy nhiên là dù gì đi nữa thì các anh vẫn là người mệnh thủy, mà gặp năm mà năm hỏa, mà can mậu thuộc dương, ngũ hành thì hợp hỏa, hỏa thì nó rất là nhiều cái điều mà không có tốt đẹp. Cả năm thì đã là sinh xuất bổn mạng thủy sinh mộc, gặp năm hỏa vượng thì rõ ràng là sức khỏe là vấn đề của các anh. Đặc biệt là người ta nói là kế đô không xô cũng ngã nếu mà cho nam, cho nên là có nhiều điều không tốt đẹp. Thì các chị thì ngược lại, có sao thái dương chiếu mạng thì may mắn danh lộc tốt. Bên cạnh cái vận niên dương hội ngạn thì rõ ràng đó là tốt đẹp đối với các anh các chị. Với 6 tháng đầu năm thì đây là cái tháng năm mà các bạn có thể nói là cái tháng mà lục hợp đối với anh chị, tuy nhiên là về mệnh thì nó không tốt đẹp lắm. Tháng 6 âm lịch là tháng kỷ mùi, một cái tháng mùi mà hỏa gặp cái tháng mà mùi mệnh thủy của các anh các chị thì rõ ràng không thích ngon lành đâu. Các anh các chị cẩn thận, còn vài ngày nữa, hôm nay là ngày 23, 24 tháng 5 rồi. Chỉ có vài ngày nữa là bước vào tháng 6 thì các anh các chị nhớ cẩn thận. Em sẽ kết nối cái việc của 6 tháng đầu năm với cái 6 tháng cuối năm, bắt đầu từ tháng 7. Thì tháng 7 năm nay, năm Mậu Tuất 2018 thì là một tháng tháng thân mà có tên là canh thân. Tháng canh thân thì nó thuộc hành mộc. Đối với các anh các chị là mệnh thủy, như vậy là thủy sinh xuất ra mộc. Các anh các chị bị bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe bổn mạng không được tốt đẹp cho lắm. Các anh các chị trải qua hai tháng cực hỏa là tháng 5 âm lịch và tháng 6 là tháng Mậu Ngọ và tháng Kỷ Mùi, là hai tháng cực hỏa của năm Mậu Tuất. Vốn dĩ là năm đã hợp hỏa rồi mà hai tháng đó là tháng thiên thượng hỏa, cũng rất là cực hỏa, thì bổn mạng nó không tốt đẹp. Đến tháng này sinh xuất thì rõ ràng là bổn mạng cũng có chút vấn đề, chứ không phải là không có việc gì, cho nên các anh các chị cần cẩn thận. Rồi thiên can á, là nó nặng về phần công việc. Nó thiên can của mình mấy tháng thì nó nặng về phần công việc. Thì với cái chữ đinh của các anh nó như chữ kim á, chữ canh á, thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành á, bính đinh á, thì thuộc hành hỏa, canh tân thì thuộc hành kim, cho nên có thể nói là thiên nạp âm ngũ hành của thiên can là tương khắc ha, hỏa khắc kim. Nhưng mà dù gì hỏa của các anh chị khắc kim, cho nên là công việc nó có chút rối rắm, nó không tốt đẹp. Xanh hao tốn nhưng mà không quá nhiều. Dù gì đi nữa thì các anh các chị rõ ràng là với sao kế đô mà của các anh ấy, người ta nói xấu, nhưng mà kế đô của các anh thì nó đỡ ở một điều như vậy. Vì vậy cái kế đô thì nó cũng là thuộc hành kim, các anh là người mệnh thủy, cho nên là thủy kim nó sinh thủy, cho nên là cái sao kế đô này nó không quá tác dụng nặng nề về cái việc làm ăn của các anh, nhưng mà nó dĩ nhiên nó sẽ xấu về bổn mạng, nó không tốt đẹp lắm. Cho nên là phải cẩn thận về mặt bổn mệnh. Gặp cái tháng mà sinh xuất bổn mệnh mà sinh xuất tháng ấy, là các tinh quân, các phúc tinh ấy, thì nó bị yếu đi, mà nó yếu đi thì nó không có tác dụng đối với các anh này, nó không tương trợ nhiều cho mình, thì nó sẽ làm cho các anh dễ hao tốn tiền bạc với cái thiên can mà nằm ở ngũ hành tương khắc này. Về mặt địa chi, thân với mùi là tự chủ bình hòa, không hình hại, không xung khắc, mà đặc biệt cũng không tương hợp về mặt tử vi. Tuy nhiên về mặt nạp âm ngũ hành đó, thân thì thuộc kim, mùi thì thuộc thổ, cho nên có thể nói là thuộc dòng tương sinh, thổ sinh kim, cho nên là gia đạo cũng sẽ có nhiều điều vui vẻ, không có gì đối với tuổi của các anh các chị. Như vậy đối với cái tháng 7, tháng canh thân, người ta gọi còn gọi là tháng cô hồn đó, thì đối với các anh các chị thì không quá xấu xa đâu. Thì nó chỉ bị sinh xuất về bổn mệnh, sức khỏe
có một cái chút gì đó sụt sịch, sụt sùi tí xíu thôi, chứ không quá nặng nề. Như vậy là dù là tháng tháng cô hồn, người ta còn gọi nếu mà theo Phật giáo là tháng cô hồn, nhưng mà em cũng khẳng định một điều nè, tử vi và phong thủy không liên quan gì với đạo giáo nào cả, từ vì nó sinh ra trước Phật giáo và các cái tôn giáo khác rất nhiều. Người ta ứng dụng tử vi của bên Trung Quốc, người ta ứng dụng tử vi phong thủy đã trước mấy ngàn năm rồi, cả chục ngàn năm rồi, thì Phật giáo thì mới xuất hiện sau này là chỉ có 2500 năm. Cho nên là không có cái chuyện mà tháng 7 là cái tháng xui rủi hay là này kia. Có những người theo Phật giáo là thì cô hồn đồ này kia thì gán cho nó thêm thôi. Tới 2000 năm thì nó đi sâu vào tiềm thức của một con người, những cái người dân, và đem đến vậy thôi, chứ còn về mặt tử vi phong thủy thì không có tháng cô hồn ha. Khẳng định lại điều đó. Rồi. Tiếp đến là tháng 8. Tháng Tân Dậu. Một tháng mộc tiếp tục của năm Mậu Tuất 2018. Như vậy thì bản mệnh cũng tiếp tục là sinh xuất, tháng mộc này là tháng mộc âm ha. Bản mệnh sinh xuất tháng, sức khỏe và bổn mạng không được tốt đẹp cho lắm. Đó là cái điều mà ai cũng biết, đặc biệt là các tinh quân, các phúc tinh mà của chúng ta, của cái vận mệnh niên sẽ bị ảnh hưởng, sẽ bị sinh xuất giảm đi năng lượng, giảm đi cái sự tác dụng lên cái người của chúng ta, đặc biệt là các anh các chị tuổi lên, đặc biệt là các chị với cái sao Thái Dương chiếu mạng có nhiều may mắn danh lộc, nhưng mà tháng này nó cũng không có quá may mắn, chỉ bình bình thôi. Đặc biệt tháng này là thiên can nó hơi rắc rối. Thì tại sao thiên can của chữ đinh của các anh các chị nó khắc chữ tân, thiên can khắc thạc, công việc dễ sinh rối rắm ha, chống phá. Nhưng mà đặc biệt thì do là các anh các chị khắc thạc cho nên có cái được cái sự khống chế tương đối, không đến nỗi nào là quá nặng nề. Cái chữ đinh nó khắc tân này nó ảnh hưởng nhiều đến phần công việc. Với các chị thì có sao Thái Dương thì nó có may mắn danh lộc tốt, công việc nó khá hanh thông trong năm. Tuy nhiên gặp cái tháng này thì cũng sẽ xảy ra trắc trở. Nhưng mà các anh đứng sau kế đô thì nên cẩn thận, tháng này rất dễ hao tài. Chữ đinh này nó khắc tân nó rất là nặng nề. Địa chi Dậu Mùi thì tự chủ bình hòa, không hình hại, không có tương hợp. Tuy nhiên Dậu thì thuộc kim, Mùi thì thuộc thổ. Như vậy là nó thuộc dòng tương sinh, thổ sinh kim. Như vậy là thiên can cũng giống như tháng tháng 7 là có nhiều điều tốt đẹp. Tại vì nó nằm trong vòng tương sinh mà, sẽ có sự vui vẻ, con cái sẽ làm vừa lòng các anh các chị ha. Như vậy là đối với tháng 8, ngoài cái việc sinh xuất bổn mệnh bị các cái tinh quân, các phúc tinh bị yếu đi, thì thiên can là đinh khắc tân sẽ hứa hẹn rằng tháng này sẽ có nhiều điều chống phá, nhiều điều rắc rối mà các chị cần phải chú ý. Thay vì người như đã nói không, tháng 7 thường tháng cô hồn nó sẽ xấu rồi kia, nhưng mà không xấu đối với các anh các chị, nhưng mà tháng 8 thì có vẻ là xấu. Cái phần xấu nó rất, nó nhiều hơn cái phần tốt. Thí dụ em có thể tổng đoán thì cái phần xấu nó nằm khoảng cỡ 70, phần tốt chỉ có 30 thôi. Cho nên các anh các chị cẩn thận tháng này với cái thiên can khắc tháng, đinh khắc tân ha. Rồi, tiếp theo là tháng 9, một tháng Nhâm Tuất. Tháng 9 năm nay là tháng Nhâm Tuất của năm Mậu Tuất 2018. Tháng này là tháng Thủy. Như vậy mệnh Thủy đồng hàng, sức khỏe bổn mạng tốt, mọi điều có thể không có liên quan đến bổn mạng mình. Các tinh quân tốt cũng sẽ được hưởng lợi nhờ cái mệnh đồng hàng này, nó suôn sẻ hơn. Thiên can chữ đinh nó hợp nhâm. Nhâm, đây là thuộc ngũ hợp, đây là sự hợp nhân từ chủ về chủ nhân. Vì cách dụng người, những cái người ở dưới của mình đem lại tài cho mình, người mình sử dụng, người mình ấy đem lại tài lộc, lính tráng đem lại tài lộc được cho mình, đây là một điều khá là tốt đẹp đối với các anh các chị ha. Địa chi Tuất Mùi, Thìn Tuất, Sửu Mùi, Tuất Mùi thì đây là cái hai cái tuổi thuộc nhóm tự hình. Ý nghĩa của thìn là sự cạnh tranh giữa bên yếu quấy nhiễu bên mạnh loại trừ bên yếu. Như vậy thì gia đạo sẽ có một chút buồn phiền, chồng con sẽ có chút gây gổ gì đó không tốt đẹp.
những cái mối quan hệ dễ đem lại thân tính từ xưa, dễ đem lại chút hiểu lầm mà không có suôn sẻ với nhau, rất là dễ ở trong tháng này. Như vậy đối với các anh các chị tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, đặc biệt là các anh thì cần chú ý với cái sao Kế Đô nó đem lại tai tiếng thị phi, thì cần chú ý cái tháng này. Còn đối với các chị thì rõ ràng là với thủy mệnh thủy đồng hàng và cái thiên can đinh hợp nhâm này thì công việc và tài lộc sẽ tương đối rất là ổn định cả anh và các chị. Nhưng mà các anh thì cần phải chú ý cái sự mối quan hệ với cấp dưới, với những cái mối quan hệ về các làm ăn thì rất dễ sinh buồn phiền. Thì vì dù sao gì nữa thì đây là tháng về địa chi là tháng với tuổi của mình là nhóm tự hình, cho nên nó sẽ có những cái xui rủi xung khắc chứ không quá lớn lao đâu. Với cái chữ đinh hợp nhâm này thì nó thuộc ngũ hợp mà nó sẽ khắc chế được cái xui rủi mà thuộc nhóm tự hình của địa chi mang lại. Hy vọng rằng là nó với cái mệnh thủy đồng hàng và cái thiên can ngũ hợp thì sẽ đem lại nhiều may mắn mà giúp các anh chế hóa được cái sự khó khăn mà cái địa chi mang lại ha. Rồi tiếp tục đó là tháng 10. Tháng 10 của năm nay là tháng Quý Hợi, tiếp tục là một tháng thủy. Như vậy mệnh là thủy đồng hàng đối với là bản mệnh của các anh các chị, nên sức khỏe bổn mạng rất tốt, không có việc gì xảy ra. Thiên can thì không tốt đẹp, chữ quý nó khắc chữ đinh, tháng khắc thiên can, công việc thì dễ sinh rối rắm, đặc biệt dễ lâm vào bế tắc. Như vậy rõ ràng đó là không tốt đẹp. Tự vì thiên can ảnh hưởng nhiều đến công việc, mà tuổi này là tuổi các anh đang ở trong thời kỳ công việc, mà cái quý nó khắc đinh này sẽ dễ đem lại những cái điều buồn phiền, công việc dễ bị chống phá, dễ hao tàn, nhất là các anh cái đô. Nhờ cái mệnh thủy đồng hàng thì các quốc tinh cũng sẽ có chút hưởng lợi. Tuy nhiên là với cái chữ quý khắc đinh thì rõ ràng là nó không tốt đẹp đâu, các anh các chị cần cẩn thận nếu không muốn mất tiền tài. Đặc biệt là các anh với cái sao Kế Đô chiếu mệnh, các chị có sao Thái Dương thì rõ ràng tốt đẹp hơn nhiều. Địa chi thì rất là may mắn, đây là tháng thuộc nhóm tam hợp Hợi Mão Mùi, là dấu hiệu của nhiều may mắn không chỉ cho gia đạo mà cũng cho cả công việc. Như vậy là thiên can thì bị tương khắc, tuy nhiên là địa chi thì là thuộc nhóm tam hợp. Người ta còn hay gọi là tam hợp hóa tam tai, không phải là hóa thành tam tai mà là hóa giải tam tai. Thì cái với cái tam hợp tháng này, hy vọng rằng nó sẽ hóa giải được cái sự tương khắc của tháng khắc thiên can quý khắc đinh của các anh các chị, đặc biệt là các anh với sao Kế Đô chiếu mạng. Như vậy thì tháng 10 gọi là năm ăn năm thua, đúng không? Thủy thì đồng hàng, thiên can thì quý khắc đinh, địa chi thì Hợi Mão Mùi tam hợp. Hy vọng rằng là một cái khắc một cái tam hợp hóa giải được với nhau, với cái mệnh thủy đồng hàng thì sẽ giúp các anh chị vượt qua những mọi cái khó khăn mà trong cái tháng này về mặt công việc. Có thể nói là một cái tháng không rõ ràng là xấu tốt, vì xấu về mặt công việc nhưng mà tốt về mặt xã giao, tốt về mặt quan hệ, thì có thể nói là thôi tốn tài mà sinh ra được một cái mối quan hệ, một cái sự làm ăn khác thì nó còn tốt đẹp hơn. Không nhất thiết gì là tiền thì mất đi thì ta có thể làm ra được, đúng không? Các anh các chị cũng thấy điều đó. Với cái tuổi của các anh chị có từng trải chinh chiến nhiều năm rồi thì nó như thế. Tiếp theo là tháng 11. Tháng này là tháng Giáp Tý, một tháng kim. Như vậy là xét về trụ mệnh thì là kim tương sinh thủy, bản mệnh được tương sinh rất tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì các phúc tinh và tài tinh sẽ được hưởng lợi và phát sáng nhiều hơn, phát huy tác dụng cho cái tử vi của người các anh các chị rất là tốt đẹp. Thiên can giáp đinh thì không xung không hợp, trạng thái cân bằng tự chủ. Về mặt nạp âm ngũ hành chữ giáp đó là thuộc hành mộc, chữ đinh thì thuộc hành hỏa. Như vậy là mộc sinh hỏa, rõ ràng là thiên can được thẳng nạp âm ngũ hành của thiên can là tương sinh mộc hỏa, sẽ đem nhiều điều tốt đẹp đến với anh các chị trong công việc với tiền tài. Hy vọng là vừa qua tháng đinh quý khắc nhâm của các anh các chị xuống đây là với cái thiên can được tương hợp này sẽ kéo lại những cái công việc, kéo lại những cái tiền tài cho các anh ha.
Địa chi Tý Mùi thì thuộc nhóm tương hại, gia đạo dễ sinh chuyện buồn phiền khó chịu. Thì thuộc nhóm tương hại thì cũng biết rồi, nó sẽ quấy nhiễu bên yếu, quấy nhiễu bên mạnh, và bên mạnh quấy nhiễu bên yếu, thì rõ ràng là sẽ không có nhiều điều tốt đẹp ở trong cái gia đạo, vì vì địa chi nó nặng về phần quan hệ và gia đạo nhiều hơn. Như vậy thì nhờ cái tháng 11 âm lịch này, nhờ được cái mệnh là kim sinh thủy, nó sẽ kéo những cái tinh quân tốt, phúc tinh tốt, tài tinh tốt, đem lại nhiều may mắn, tài lộc. Thiên can thì không xung không khắc ở trong cái tử vi, mà được nạp âm ngũ hành là tương sinh. Hy vọng rằng với những cái đó sẽ đem về tài lộc và những cái may mắn cho các anh các chị. Còn cái việc mà địa chi tương hại này nó cũng không quá to lớn đâu ha. Nó sẽ giúp các anh các chị với những cái tương hợp về mệnh phúc tinh ở trên, về về mệnh đó, thì nó sẽ hóa giải bớt đi. Hy vọng rõ ràng là cái tháng 11 là một cái tháng có thể nói là tốt 70% và xấu chỉ 30% thôi. Hy vọng là sẽ có tiền tài với các anh các chị. Tiếp đến đó là tháng 12, tháng Ất Sửu, một tháng kim. Tháng này thì cũng như tháng 11, là kim tương sinh thủy, bản mệnh rất tốt. Khi mà bản mệnh được tương sinh thì các tinh quân khác nó cũng được lợi lộc, phúc tinh nó cũng được lợi. Đây là cái tháng mà có thể nói là người Việt Nam thì chỉ làm việc khoảng tới rằm thôi, rằm tháng 12 là bắt đầu là công việc bắt đầu chậm lại, và mình lo chuẩn bị những việc tất tung đồ này kia, thu quán là mọi thứ. Đó là ok. Địa chi Sửu Mùi, hình tức Sửu Mùi, Sửu Mùi ở gần nhau thờ lục xung. Lục xung là mô tả sự chống đối, đối chọi lẫn nhau ở trong cái công việc. Như vậy tháng 11 và tháng 12 là địa chi không tốt, nhưng mà tháng 12 thì địa chi càng không tốt hơn. Có thể đây là cái lục xung đem lại không có nhiều cái sự may mắn ở trong cái gia đạo. Gia đạo dễ sụp sạo ha, gây gỗ vợ chồng con cái, làm cho cái cuộc sống của gia đạo nó không quá tốt đẹp cho các anh các chị. Như vậy là tháng 12 thì vẫn chủ yếu nặng về phần gia đạo, có nhiều cái gia đạo và các mối quan hệ có nhiều điều không có vui vẻ, buồn phiền. Chứ còn mệnh thì được tương sinh rồi, các tinh quân tốt được ok. Thiên can Ất Đinh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Giáp Ất thì thuộc mộc, Bính Đinh thì thuộc hỏa, thì về nạp mặt nạp âm ngũ hành của thiên can là được tương sinh. Như vậy thì cũng giống như tháng 11, tháng 12 là tiền tài và sức khỏe, công việc là điều tốt đẹp đối với anh chị. Tuy nhiên mà về gia đạo và các mối quan hệ thì nó không được tốt đẹp cho lắm. Các anh các chị cần cẩn thận, đặc biệt là các anh với sao kế đô rất dễ tai tiếng và thị phi. Dù là nam, cái sao đó nó là cái sao mà gọi là bại tinh, bại phá tinh, mà nó đem đến cho mình nhiều cái điều mà rất là không tốt đẹp. Như đã nói là kế đô không xô cũng ngã, thì các anh các chị ngoài cái các anh ấy, ngoài cái việc mà thị phi tai tiếng, nó còn ảnh hưởng nhiều đến bổn mạng. Vốn dĩ năm nay là năm hỏa, là các anh tương khắc năm hỏa vượng, năm mộc, thì các anh là bại sinh xuất và gặp là hỏa can mậu thuộc dương ngũ hành hợp hỏa, mà là thuộc năm hỏa vượng, cho nên là cái bổn mạng của mình đã không tốt rồi. Gặp cái sao kế đô này, người ta nói không xô cũng ngã, thì cần cẩn thận bổn mạng là chính yếu, chứ còn công việc thì cũng không quá tương khắc, cũng không quá khó khăn. Tuy rằng có những cái tháng, những cái vận niên nó không tốt đẹp, nhưng mà rõ ràng là các anh các chị từ đầu năm tới giờ vẫn chưa có gì mà gọi là xấu về công việc cả. Chủ yếu là về sức khỏe nó rề đề quá, ảnh hưởng đến công việc mà thôi. Với cái hai cái tháng mà 10, 11 và 12 này thì các anh các chị đặc biệt cẩn thận về phần gia đạo và các mối quan hệ, để khỏi phải sinh chuyện rầy rà rối rắm. Như vậy là em đã tổng hợp xong cái vận hạn của 6 tháng cuối năm đối với người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, với nhiều cái rắc rối xảy ra ở trong cái phần thiên can. Hy vọng rằng là đây là những thông tin giúp ích được cho các anh chị đi cương nhu trong 6 tháng cuối năm Mậu Tuất 2018 mà làm ăn có tiền tài, có một cái Tết xung vầy bên gia đình và sự vui vẻ trong gia đạo. Vì biết tháng nào xung, tháng nào không xung để mà nhường nhịn giữa chồng vợ với nhau. Các anh các chị xem video thấy hay, xin nhớ bấm like,
và chia sẻ cho nhiều người cùng biết để mà ứng dụng vào cuộc sống của mình. Ai chưa đăng ký kênh Anh Ba Tử Vi thì xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những video về tử vi, về vận hạn, có thể là tuổi của mình hoặc tuổi của người thân. Ai muốn gặp trực tiếp mình vào các buổi tối thì xin bấm ở bên đây có một cái hình đó, bấm vào đó đăng ký kênh đó. Kênh đó mình định dành để live stream và để gặp mọi người, trao đổi với mọi người vào buổi tối của hàng ngày. Có thể là không phải là cái ngày nào mình rảnh thì mình mới làm thôi, chứ không phải ngày nào ấy, ngày nào mình cũng làm được. Rất vui vì mọi người đã chú ý đón xem. Hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.